Xin chào bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn Nô Nho Thân Gỗ Tư Quý, 15 tuổi, hiện tại đang có mặt tại nhà vườn Ngọc Lâm. Cây mình đang giới thiệu với các bạn thì nó cao khoảng tầm 2 mét, đang ra hoa đậu quả rất là sai. Cái độ sai quả và cái tần suất ra quả liên tục nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi của cây đấy bạn nhé. Cây nó càng lâu năm thì nó ra hoa đậu quả càng sai và cái thời gian các lứa quả nó nối tiếp nhau nó càng ngắn lại các bạn nhé. Cây mình đang giới thiệu với các bạn thì khoảng tầm 2 tuần nữa là quả của nó sẽ chín đồng loạt các bạn nhé. Đấy, thân cây rất là xù xì. Nó càng ra nhiều lứa quả thì thân cây của nó sẽ để lại những cái vết sần sùi như này các bạn nhé. Đấy, những cái vị trí này là những lứa quả tiếp theo nó sẽ vẫn tiếp tục ra ở những cái vị trí này. Đấy. Thân cây nó ra tận trên ngọn rồi. Những cành nhỏ trên ngọn cũng đã rất là sần sùi. Có rất nhiều lứa quả nó đã hình thành rồi các bạn nhé. Đây, một cái cây khác bên mình cũng đang ra hoa đậu quả rất là sai, đường kính gốc dao động tầm 5 phân. Trên cây có hàng trăm hàng nghìn trái các bạn nhé. Rất là sai quả. Đấy, các bạn mà có nhu cầu sưu tầm cái dòng nho thân gỗ này, vừa là cây ăn quả, vừa là cây cảnh, vừa là liên hệ trực tiếp tới vườn nhà mình. Bên mình thì có số lượng rất là nhiều, đảm bảo với các bạn là về cái giá thành cũng như là cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường hiện nay. Đấy, có số lượng rất nhiều cây, các bạn có thể lựa chọn theo ý muốn của mình. Bên mình sẽ gửi hình ảnh cây thực tế tại vườn, gọi video cho bạn chọn cây. Các bạn chọn cây nào thì mình sẽ gửi cho bạn cây đó các bạn nhé. Khi nhận cây, các bạn sẽ được kiểm tra cây đúng như tiêu chuẩn thì mới phải thanh toán. Đấy, rất là sai quả, những cây này thì đều rất là lâu năm tuổi rồi, nó đang ra những cái lứa hoa lứa quả đồng loạt vẫn đấy, hoa quả chi chít từ gốc đến ngọn luôn. Đấy, cây này chỉ 10 triệu một cây các bạn nhé, cao khoảng tầm 2,5 m, có cây nó cao khoảng tầm gần 3 m các bạn nhé. Giá cây nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi các bạn nhé, có những cây thì có thể được khoảng tầm 6 đến 8 năm tuổi nó cũng có thể đạt tới chiều cao như này, nhưng mà cái lượng quả của nó thì không thể sai bằng những cây 15 tuổi như này đâu các bạn nhé, rất là sai hoa sai quả. Ngoài ra thì vườn nhà mình cũng có rất nhiều kích thước nhỏ hơn, từ cây giống đến cây trưởng thành, cây có quả thì giá cũng chỉ dao động khoảng từ 1 triệu một cây thôi, là cũng đã bắt đầu ra những lứa quả đầu tiên rồi. Cây 1 triệu thì giá nó cao khoảng tầm hơn 1 m và cái đường kính gốc của nó khoảng tầm 1 phân đến 1 phân rưỡi các bạn nhé. Đấy. Trên thị trường hiện nay thì cái dòng nho thân gỗ Tư Quý này cũng là một trong những loại nho thân gỗ mà đang được rất nhiều người sưu tầm để trồng nhé. Đấy, nó rất là dễ trồng, ít sâu bệnh, quả ra một cách hoàn toàn tự nhiên, tỷ lệ quả rất là cao. Đấy, không phải xử lý bất kỳ cái thuốc kích thích cũng như là hóa chất nào cả, quả thì ra quanh năm liên tục, vừa có thể sử dụng làm cây ăn quả, cây cảnh, trồng tại các khuôn viên sân vườn, các khu biệt thự villa rất là đẹp các bạn nhé.